Ô, sao vào lâu với con? Cô bị đau rồi cô. Thế à? Khổ. Ok. Nào, làm cho cô nhá. Bài ôn tập, mình bài ôn tập thôi. Làm bài ôn tập cho cô. Làm bài 1 đi. Nối từ đối với hình ảnh đúng nhá. Con làm đi. Cô ơi, sao không có sai? Bởi vì nó ở bên dưới. Cô chưa đã. King chính xác. Kangaroo Taki chính xác. Kitchen và Kai chính là cái hình ảnh bên dưới. Nên chưa rất tốt, đúng hết rồi. Giỏi, tiếp tục làm cho cô bài tập số 2. Làm đi con, chọn đáp án đúng. Con xong rồi cô. Rất tốt. Nào, cô chưa bài. It is kitchen, chính xác. King, chính xác. I can see a kangaroo, chính xác rồi. I can see a key, rất tốt, đúng rồi. Làm nhanh quá, rất tốt đấy. Ok, cô sẽ cho con nghe một bài hát để con nhớ từ hơn nhá. Đợi cô Vâng. chút. Giỏi, rất là giỏi, làm bài rất nhanh luôn. Là gì cô chị cứ tìm nhá. Nghe đi. Cô nhầm. Mình học chữ K cơ mà. Nhầm 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 nhầm. Quên mất. Tự nhiên thì quên. Mà cái chữ này cô cảm giác không có bài hát hay ấy. Little
Ok, hết rồi đấy. Ok. Cái bài này kiểu mấy cái chữ cái cuối này nó không, cô không tìm được cái bài hát hay đâu. Bài này nó không hay lắm không? Nhưng con phải biết thêm từ gì? Cô hỏi con này, nụ hôn tiếng Anh là gì? Chào cô. Nụ hôn tiếng Anh là gì? Lúc nãy mình có gặp từ đấy trong cái video đấy còn gì? Là kiss, ok, kiss, ok, nhớ chưa? I kiss my brother, từ thơm, đấy là từ thơm đấy. Nếu mày hay bảo là mình thơm ai đó thì đấy cũng là từ thơm nhá, kiss, ok. Hôn là thơm, được chưa? Ok. À, hôm nay con vào học sớm, được chưa? Mà con cũng học nhanh nữa, thế nên cô sẽ cho con nghỉ sớm, ok. Hôm nay thì không có bài tập về nhà đâu, nhưng mà về nhà thì phải học thuộc hết lại các cái từ cho cô. Những cái từ vựng mà từ buổi trước mà chưa học thuộc, ví dụ như là từ trang sức này, đá quý này, trò chơi xếp hình vân vân thì phải học thuộc cho cô nhá. Hà Linh nhớ chưa? Vâng. Ừ, ok, rất tốt. Ok, so this is the end of the lesson today. So goodbye, see you next time. Bye bye con. Chào.